Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động trong hành trình lồng đèn thắp sáng ước mơ, tối qua 7 tháng 9 tại thành phố Rạch Giá, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh đoàn, Hội đồng đội Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình vui Trung thu cho 1.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đến tham dự chương trình có bà Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tết Trung thu năm 2022 diễn ra trong niềm vui hân hoan của thiếu nhi cả nước bước vào năm học mới, cùng nhau thi đua làm nhiều việc tốt, chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12. Đây cũng là dịp để gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt để đem lại niềm vui, nụ cười cho trẻ thơ. Chương trình Trung thu cho em với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2022 là chương trình mang yêu thương và sự sẻ chia đến với các em nhỏ ở khắp mọi miền đất nước, là tình cảm và trách nhiệm của tổ chức đoàn, tổ chức đội đối với công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đây cũng chính là sự cổ vũ động viên, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để nâng bước thắp sáng ước mơ của các em. Mỗi năm thì chúng tôi chọn một cụm hoạt động để tập trung quan tâm chăm sóc dưới góc độ cấp trung ương. Thì năm nay thì các hành trình thì đi qua các tỉnh của khu vực cụm sông Hậu, và với cái hành trình này thì chúng tôi mong muốn rằng các ngành các cấp sẽ tiếp tục chung tay cùng với lại trung ương đoàn, hội đồng đội trung ương cũng như tổ chức đoàn đội các cấp nối dài hành trình yêu thương này để mang đến cho các em thiếu nhi, để không các em thiếu nhi nào bị bỏ lại phía sau. Tại chương trình vui Trung thu, các em thiếu nhi đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang biểu diễn. Các em được xem chương trình biểu diễn lân sư rồng chui nhộn, được nhận quà Trung thu gồm bánh, sữa và lồng đèn. Chương trình đã diễn ra trong không khí vui tươi ấm áp. Hội đồng đội Trung ương, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã trao bảo trợ dài hạn cho 27 em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với số tiền bảo trợ 2 triệu đồng một tháng mỗi em cho đến năm 18 tuổi. Tổng số tiền bảo trợ trong năm học 2022-2023 cho các em là 648 triệu đồng. Mẹ con mất sớm, nhà con khó khăn, con nhận được học bổng 2 triệu con rất vui và mừng. Đây là niềm vui tiếp tục có tiền đến trường. Hôm nay con rất là vui khi được nhận món quà này, có cả chú Cụi và cô Hằng. Con sẽ hứa con cố gắng học giỏi để có thể nhận được nhiều học bổng hơn. Dạ, con thấy chương trình tổ chức rất là vui ạ. Và hôm nay con được lãnh phần học bổng này, con xin cảm ơn ban tổ chức. Dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương trao tặng cho Hội đồng đội tỉnh Kiên Giang 5 công trình nhà vệ sinh thông minh với tổng trị giá 270 triệu đồng để triển khai trao tặng cho các đơn vị nhà trường, với mong muốn chia sẻ những khó khăn, động viên các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống và học tập. Hội đồng đội Trung ương và các đơn vị đồng hành quyết định trao tặng 200 suất học bổng và quà tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Kiên Giang. Mỗi suất gồm học bổng 500.000 đồng và một túi quà Trung thu. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ phát triển tài năng Việt trao tặng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trị giá 50 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đào tạo INES trao tặng 20 suất học bổng khóa học tiếng Anh toàn phần, mỗi suất 2,5 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng là 50 triệu đồng cho các em thiếu nhi của tỉnh Kiên Giang.